Chào các em, hôm nay thầy giới thiệu cho em clip tính Casio tích phân 3 ẩn số. Thì tích phân 3 ẩn số này là một trong cái dạng mà có trong cái đề thi của Trung học Phổ thông Quốc gia. Đặc biệt là năm ngoái thì chúng ta có hai câu nằm trong cái bộ đề của chúng ta. Ở đây thì thầy giới thiệu chúng ta cách tính tích phân có 3 ẩn số ABC với các dạng là ABC là số nguyên và ABC là số hữu tỉ. Thực ra thì tích phân 3 ẩn số thì cũng về cơ bản thì cũng không hẳn là bài nào chúng ta tính được. Chúng ta cần cân nhắc kỹ khi dùng phương pháp. Thì ta vào luôn cái câu số 1. Với câu số 1 thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta thấy rằng là người ta cho ABC là số nguyên thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên ta tính bấm máy cái tích phân gắn vào biên A. Ta coi tích phân này bằng A này. Bằng A. Vậy ta sẽ có A bằng lê pe của 2 mũ A cộng với lê pe của 3 mũ B cộng với lê pe của 5 mũ C. Và lúc này thì theo công thức của logarit thì ta sẽ bằng là lê pe của mũ tích 2 mũ A nhân với 3 mũ B nhân với 5 mũ C. Và giải cái phương trình này ra ta sẽ được là 2 mũ A nhân với 3 mũ B nhân với 5 mũ C thì bằng E mũ A. Vậy ta bấm máy như sau. Tích phân x cộng 3 chia cho x bình cộng 3x cộng 2 từ 1 đến 3. Rồi, chúng ta gắn biên A. Ok, đã xong. Chúng ta chỉ việc bấm là E mũ A. Nếu là số đẹp thì ta rất là may mắn. Vào 12 phần 5 chúng ta sẽ thấy rằng là cụm ta tính ra thì bằng chỗ này bằng 12 phần 5. Vậy ta phân tích 12 phần 5 bằng gì? 12 phần 5 này chính là bằng này, 12 thì bằng 4 nhân với 3 chia 5 thì bằng 5 mũ trừ 1 và bằng 2 mũ 2 nhân với 3 mũ 1 nhân với 5 mũ trừ 1. Vậy so sánh một cái biểu thức này thì ta được là A bằng 2, B bằng 1 và C bằng trừ 1. Vậy thì A cộng B cộng C là bằng 2. A cộng B cộng C bằng 2 thì đáp án là B. Thì đấy là cái câu số 1 thì rất là đơn giản trong trường hợp này. Và thực tế thì ABC nó nhỏ thì chúng ta có thể bấm nó dễ dàng và máy tính để thể hiện được. Tuy nhiên trong trường hợp số nó lớn thì chúng ta cần cân nhắc sử dụng phương pháp. Tiếp tục sang câu số 2. Cái số 2 này chính là đề thi chính thức của năm ngoái, năm 2018. Mã đề là 102. Thế về cơ bản thì nó cũng gần giống như là cái câu số 1. Tuy nhiên ABC thì là các số hữu tỉ. Riêng các số hữu tỉ thì chúng ta tưởng tượng rằng là chắc là nó sẽ 1 phần 2, 1 phần 3 hoặc cái gì gì đó. Chúng ta thấy ví dụ ABC 1 phần 2, 1 phần 3 thì tức là nếu ta nhân cả hai vế với 1 phần 1, với 2, với 3, với 4, với 5 chẳng hạn thì ABC nó trở thành là số nguyên. Cái hệ số này ở bên này là thành số nguyên. Chính vì vậy về cơ bản thì ta cũng bấm cái tích phân là bằng A. Thì ta có A này chính là bằng A lê pe 3 cộng với B lê pe 5 cộng C lê pe 7 và tương tự thế bằng thì 3 mũ A lê pe 3 mũ A nhân với 5 mũ B nhân với 7 mũ C.
Thế thực tế thì trong trường hợp này nếu ta nhân cả hai vế với lần lượt là các số hệ số thì chúng ta thấy rằng a b c này lúc này nó trở thành một số, ví dụ a 7 phải b phải c phải ấy, thì lúc này nó chính là số tự số nguyên. Vì vậy chúng ta sẽ tìm giống như là cái ví dụ số 1 câu 1. Vì vậy ở đây chúng ta tưởng tượng đây chính là a phải này, chúng ta sẽ thấy này, nếu như chúng ta biến 3 mũ a nhân với 5 mũ b nhân với 7 mũ c thì bằng e mũ a. Tuy nhiên ở đây nếu e mũ a nó sẽ không được số, nó không đẹp bởi vì bản thân nó không phải là số nguyên, abc phải số nguyên. Vì vậy chúng ta nhân hệ số vào thì trở thành số nguyên, thì tức là ở đây thực chất chúng ta sẽ tìm 3 mũ a phải nhân với 5 mũ b phải và 7 mũ c phải sẽ bằng e mũ ax. X này là các hệ số nhân dương, thông thường thì mẫu số nó sẽ là dương. Còn abc là có thể là thuộc z. Thế thì thông thường thì mẫu số nó rất ít khi nó là bằng 1 vì nó số hữu tỉ. Thì chúng ta sẽ là cho x chạy từ 2 đến 10 có thể lớn hơn. Tuy nhiên thì chắc là chúng ta cũng thấy rằng là hệ số nó chia nó không có, trong trường hợp này chúng ta thấy mẫu số là khi thay vào nó 5 vào đây thì nó là 9 là 3 và 21 đây là 5 thì nó không phải nó quá lớn. Vì vậy chúng ta sẽ bấm máy như sau. Chúng ta bấm máy. Một chia cho x căn của x cộng 4 từ 5 đến 21. 21. Ok, gán vào biến A. Rồi. Thế bây giờ ta sẽ cho vào bảng table 17. Ở đây ta sẽ nhập là e mũ alpha x ax. E mũ ax. Ax rồi bằng từ 1 đi nữa đến 10. Xét là 1. Chúng ta sẽ tính như sau. Chúng ta đây phải là dạng để dạng phân số, chúng ta ấn SD. Đây rồi, chúng ta sẽ thấy là 15/7. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta thấy cái này sẽ bằng 15/7 này. Bằng 15/7. 15/7 thì chúng ta sẽ thấy là bằng, chúng ta sẽ thấy bằng gì? Bằng 5 3 nhân với 5 3 nhân 5 chia cho 7 29 là bằng bao nhiêu? Bằng 3 mũ 1 nhân với 5 mũ 1 nhân với 7 mũ trừ 1. Vậy thì A phải là bằng 1, B phải bằng 1 và C phải bằng trừ 1. Và x này, này ứng với x bằng 2. Nên chúng ta thấy x bên này x bằng 2 này. Đó, x bằng 2. X bằng 2, vậy thì tức là A, cái A phải này này là bằng bao nhiêu? Chúng ta nhân cả hai vế với gì? Với 2 đây thì thằng A này chính là bằng gì? A phải này chính là A phải chính là bằng 2A. Đấy. Vậy thì lúc này A chính là bằng A phải chia cho 2. Đó. Vậy thì thực chất B bằng B phải chia cho 2 và C bằng C phải chia 2, và từ đây ta suy ra ngay là gì? A bằng 1/2, B bằng 1/2 và C bằng trừ 1/2. Vì vậy chúng ta thấy rằng là xem nào, A cộng B là bằng 1, A cộng B bằng 1, trừ 2C, trừ 2C cũng bằng 1, vậy là đáp án A ngay. Đấy, đáp án A chúng ta rất là đơn giản. Câu số 3 tương tự như vậy, không khác gì cả. Chúng ta làm luôn câu số 3. Câu số 3 chúng ta cũng vậy thôi.
chúng ta tính tích phân. Đây, tính tích phân thì rồi gắn vào biến A. Cận từ 16 đến 5 năm. Rồi. Chúng ta thấy và ta tính cũng thế thôi cho bảng table. E mũ AX. Rồi cho chạy tương tự như vậy. Ta xem tiếp tục. À đây rồi, chúng ta thấy với x bằng 3 thì bằng 20/7, có nghĩa rằng chúng ta thấy rằng là 2 ta thấy là 2 mũ A phẩy nhân với 5 mũ B phẩy nhân với 11 mũ C phẩy thì bằng 20/11, hay nói khác 20 thì bằng 4 x 5. 4 x 5 tức là 2 mũ 2 nhân với 5 mũ 1 rồi nhân 11 mũ trừ 1. Và chúng ta thấy là hệ số, chúng ta thấy x là bằng 3, tức hệ số nhân là bằng 3, tức nhân cả hai vế với 3 đấy. Thì rút ra thì ta sẽ thấy là cái A chính là bằng 2/3 và B chính là bằng 1/3 và C chính là bằng -1/3. Ok, vì vậy chúng ta sẽ thấy như sau. A cộng B thì bằng nhiêu? 3/3 là 1, cũng không được. Chúng ta thấy A trừ B, A trừ B thì bao nhiêu nhỉ? Đúng không? -1/3, đúng không? Đáp án nào đây? 2/3, 1/3, -1/3. Vì vậy C 11, đúng không? C là 11 mũ trừ 1. C phải xuống đây sẽ bằng -1/3, đúng không? Đến 5/1/3, 2/3. A cộng B là bằng 1 thì phải bằng trừ A cộng B, không được. A cộng B bằng 3C cũng không phải. A trừ B bằng trừ 3C. A trừ B bằng trừ 3C không phải. A trừ B bằng trừ C. A trừ B, đúng rồi, 2/3 trừ đi 1/3 thì bằng 1/3. 1/3 và đúng bằng trừ C, bằng trừ của trừ 1/3 rồi. Đúng rồi, đáp án A. Đấy, đáp án A của ta. Đấy, có thể đơn giản đúng không? Tiếp tục câu số 4. Với câu số 4 chúng ta thấy là cái hệ số A này nó không có nằm trong Lepe, thì chúng ta sẽ làm như sau này. Về cơ bản chúng ta cũng làm như vậy thôi, nhưng khác một chút xíu. Đấy, một chút xíu. Khác chút xíu đó là chúng ta ở đây chúng ta sẽ thấy này, ta tính tích phân này nó bằng A, vậy ta có là A chính là bằng A cộng với Nepe 2 cộng 2 mũ B cộng với Nepe 3 mũ C. Thế đây chúng ta sẽ rút ra là bằng A cộng với Nepe của 2B nhân với 3 mũ C, 2B C, và từ đây ta sẽ có là 2 mũ B nhân với 3 mũ C thì bằng E mũ A trừ A, chuyển vế sang. Tuy nhiên ở đây ta lấy số hữu tỉ, hữu tỉ tức là ta phải nhân hệ số. Vì vậy ở chỗ này này chúng ta cứ cho nhân các hệ số. Ở đây chúng ta thấy này, mẫu số của nó A cũng B cũng C, nó còn có phần 8 này, thì chúng ta cứ mạnh dạn cho nó hệ số nhân là 8. Vậy ta sẽ được như sau này. Tức hệ số nhân của cái A này, này nó sẽ là 8. Và mình sẽ bấm máy như sau.
bấm tích phân đã. Tích phân 1 chia cho 1 cộng với căn của 8 x cộng 1 cận từ 1 đến 3. Ok. Rồi. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào mode 7. Và table và ta bấm là alpha e mũ và mình mệnh dạng cho 8 luôn. 8a trừ đi x. Và chúng ta đặt a này bằng x. Đó, a bằng x, được chưa nhỉ? Thì ta tìm cái hàm này cho nó liên quan sang phân tích thành là 2 và 3 xem như nào. Đó, cho nó chạy. À, trừ 9 đến 10 thì chẳng hạn step bằng 1. Chúng ta xem về đây rồi. Vậy ta thấy là với x bằng 4, x bằng 4 tức a bằng 4 thì chúng ta thấy là tức là x bằng 4 đây thì a bằng 4 có nghĩa rằng là ở đây chúng ta thấy thằng này chính là bằng gì? Bằng 4/9. 4/9 thì bằng 2 mũ 2 nhân với 3 mũ trừ 2. Và đây ứng với gì? Ứng với a là bằng 4. A bằng 4 mà chúng ta cái hệ số chia của chúng ta là nó nhân 8, tức là a của chúng ta sẽ bằng 4 chia 8. Đấy, cái hệ số a này bằng 4 chia 8 tức là bằng a. À, ứng ở đây này cái x này. Tuy nhiên chúng ta lại đang nhân lên là 8. Đấy, thì ta phải chia ra. À, tương tự cái hai là b chúng ta sẽ bằng là 2/8 và c sẽ bằng -2/8 và chúng ta sẽ thấy thằng này chính là bằng 1/2, thằng này là bằng 1/4, thằng này sẽ -1/4. Vậy thì a cộng b cộng c là đáp án d rồi, đó chính là 1/2. Đấy, rất đơn giản. Tiếp tục sang câu số 5. À, câu số 5 thì cũng vậy thôi, chúng ta thấy cũng có cái hệ số a này. Đó, hệ số a. Hệ số a thì chúng ta cứ hệ số nhân dần dần. À, xem thế nào. À, bây giờ ta bấm máy này. À, chúng ta tương tự thế thôi, chúng ta sẽ biến đổi a. A bằng a cộng với nepe của 2 mũ b nhân luôn với 3 mũ c. Hay nói khác ta có 2 mũ b nhân với 3 mũ c thì bằng e mũ a trừ a. Và nó là số hữu tỉ, chúng ta lưu ý. Từ đó ta phải nhân hệ số này để cho thành nguyên. Để ta làm tương tự như vừa rồi. À, tích phân x chia cho 2x cộng 1 bình phương cận từ 0 đến 1 rồi. Bây giờ chúng ta vào bảng table mũ. À, chúng ta thấy là chúng ta thử cái
bao nhiêu nhờ hệ số, chắc phải nhân hệ số rồi 1, 2, 3, 4 gì đấy chẳng hạn. Có thể là 12, mình cứ xem 12 xem sao. 12 trừ x, x chính là a của chúng ta đấy. X đây đóng vai trò a nhưng nó nhân hệ số rồi thì chúng ta phải chia. Phải chia cho chính cái hệ số 12, 12 này này. Đấy. À, chúng ta sẽ là trừ ta bây giờ xem. Ở đây chúng ta thấy có một cái là x bằng trừ 2 thì fx bằng 27. Có nghĩa rằng ở đây chúng ta sẽ thấy bằng gì? Đây bằng 27 này, 27 này. 27 thì bằng bao nhiêu? 27 thì bằng 3 mũ. À, 3 mũ 3. 3 mũ 3. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây mới là 3 mũ 3. Đúng không nhỉ? Rồi. Bằng 3 mũ 3 thì chúng ta thấy đây là 12 này, thì chúng ta sẽ thấy là B sẽ bằng 0 chia cho 12 bằng 0 này. C sẽ bằng 3 chia cho 12 và bằng 1/4 này. Và A này chính là bằng trừ 2 chia cho 12 thì bằng trừ 1/6 này. Vậy thì A cộng B cộng C thì bằng 1/4 trừ đi 1/6 thì chắc là bằng bao nhiêu? Bằng mấy nhỉ? 1/4 là bằng 3/12. 3/12 trừ đi 2/12 còn 1/12. Là vậy là đáp án A của ta rồi. Đó. Ta thấy. Nếu chúng ta không nhân hệ số 12, chúng ta có thể nhân dần dần. Ở đây chúng ta nhân hệ số to có thể bằng, trong trường hợp này chúng ta là muốn nhân 4 vẫn ra. Đó, chỗ này thay vậy là 12A mà chúng ta 4A thì ta vẫn có thể ra được. À, câu số 6. À, câu số 6, chúng ta tiến hành câu số 6. Thế với câu số 6 này thì chúng ta cũng bấm tương tự như vậy. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là có nhiều khi cái số nó quá to, ta bấm nó không ra, nó bắt buộc. À, cái bài toán này chúng ta nhiều khi mình sẽ có nhiều cách. Ví dụ ta bấm như vừa rồi thì ta thấy nó tương đối là phức tạp. Vì vậy bài này ta phải dùng cách khác. Nếu ta bấm như câu số 5 và câu số 4, vì cái hệ số A, B, C nó lớn này, chúng ta thấy khi thay vào nó là bằng 4, 4, 16 là 25, mà đưa cái số ra ngoài và nhân với hệ số x cũng tương đối là to. Do đó mũ, ví dụ 5 mũ 10 hoặc là 15, 20 thì nó rất là to, nó không chuyển đổi được nên rất là khó. Bắt buộc ta sẽ dùng cách sau. Chúng ta sẽ có A chính là bằng A lên P5 cộng với B lên P3 cộng với C. Và đây ta có S chính là bằng A cộng B cộng C. Vì vậy từ đây trừ vế cho vế thì ta được A trừ đi S chính là bằng A lên P5 trừ 1 cộng với B lên P3 trừ 1. À, C hết rồi. Và đây ta sẽ rút ra là gì? Là A bằng A trừ đi S trừ đi B lên P3 trừ đi 1 chia cho lên P5 trừ 1. Và ta sẽ coi thằng này bằng Fx. À, thằng S này chính là cái kết quả của các đáp án này. Đó, ta thay lần lượt vào. Còn B đóng vai trò là x gì? Và ta sẽ nhập hàm tính. Thì ta sẽ có như sau này. Thằng đầu tiên ta tính tích phân đã, gán vào A đã. Tích phân này.
x lên p x bình cộng 9 cận từ 0 đến 4 OK. Xong, và bây giờ chúng ta sẽ nhập cái hàm như sau. Và đầu tiên ta thay đáp án A thì ta sẽ có này, fx này. A thay đáp án A, s chính là bằng 8 trừ đi 8 này. Rồi trừ đi x này. B là x mà. Với lên P3 này. Trừ 1 chia cho lên P5 trừ 1 rồi bằng này à, chúng ta khả năng tâm okay. Trừ 9 đến 10 đi thép 1 à, chúng ta thấy ngay x bằng trừ 9 thì nó bằng 25 luôn à, là số đẹp luôn đúng không nhỉ, rất là may mắn trong trường hợp như vậy, trừ 9 x bằng 25. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay là đáp án A vì là số nó đẹp luôn. Đấy, Z mà. Còn nếu chúng ta thay không đúng chúng ta sẽ thay lần lượt là B, C, D. Đấy, đáp án là A. OK. Tiếp tục câu số 7. À, câu số 7 chúng ta thấy rằng là nhìn cái số rất là to, kết quả rất là to như thế này. Vậy A, B, C là hệ số tương đối. Nếu ta nhân này thì mũ này nó cũng không thể hiện được giống như các câu à, phía trên thì bắt buộc đây ta phải dùng Casio kết hợp với tự luận. Thì thầy sẽ dạy chúng ta cách Casio kết hợp như sau. À, đầu tiên với cái bài này chúng ta chia đa thức. À, chúng ta kết luận tự luận ta đang có là x mũ 3 cộng với 3x chúng ta chia cho x bình cộng với 3x cộng 2 ta chia lên là x thì ta được x mũ 3 cộng với 3x bình cộng 2x trên trừ dưới thì ta hết thì trừ 3x bình rồi cộng với x. Đó, chia tiếp thì ta được trừ 3 thì ta sẽ được trừ 3x bình trừ 3x bình trừ 9x trừ 6 vậy ta sẽ được là 0 10x trừ 6 đây là phần dư vậy ta sẽ có y bằng kết quả y đây chính là từ 0 đến 1 của x trừ 3 rồi cộng với 10x trừ 6 chia cho x bình cộng với 3x cộng 2 dx. À, nếu chúng ta tách cái này ra tích phân thì cũng tương đối phức tạp đúng không? Chúng ta tính cái trước đã, tính luôn cái trước chúng ta sẽ là có là x bình trên 2 trừ đi 3 x cận từ 0 đến 1 cộng với từ 0 đến 1 của 10 x trừ 6 chia cho à đây phải cộng 6 trên trừ dưới là cộng 6 xin lỗi trừ thì cộng cộng 6 đây trên cộng 6 chia cho x bình cộng với 3x cộng 2 dx rồi OK. Cái này tính đơn giản rồi thay 1 vào 1 phần 2 trừ 3 đấy, cộng với một cái tích phân này. Tích phân này thì bình thường thì chúng ta sẽ dùng hệ số bất định để ta tìm cái hệ số AB chúng ta. Tuy nhiên dưới này cái thằng này này cái mẫu số chính là x cộng 1 nhân với x cộng 2 ta tách ra thì ta sẽ thấy rằng nó sẽ là A nhân với nepe của x cộng 1 cộng với B nepe của x cộng với 2 à, cận từ 0 đến 1. Thế bây giờ chúng ta tìm AB như nào, ta bấm máy như sau, rất là đơn giản. À, chúng ta nhập trên tử số là 10x
cộng 6 chia cho đạo hàm mẫu, có thể ta đạo hàm luôn đạo hàm mẫu, đạo hàm mẫu, hoặc là nếu trong trường hợp mẫu nó phức tạp thì chúng ta dùng máy tính đạo hàm, như đây ta đạo hàm mẫu rất đơn giản thôi là 2x cộng 3 cộng 3, và ta can giá trị, chúng ta thấy can bằng trừ 1 x trừ 1 trừ 1 thì ta ra ngay là a bằng trừ 4. Vậy chỗ này sẽ là bằng này, bằng này, ở đây chúng ta sẽ là trừ 6, trừ 6 trừ 1 là trừ 5 phần 3, à 5 phần 2 thôi, trừ đi cộng với này trừ 4 nêm pe của x cộng 1 này, chúng ta can ra tiếp này, can x bằng trừ 2 thì ra ngay là cộng b là 14 này, cộng với 14 nêm pe trị tuyệt đối của x cộng với 2, đó, x cộng 2 cận từ 0 đến 1, chúng ta thay vào ta thay đơn giản thôi, bằng trừ 5 phần 2, thế thì thằng này chúng ta sẽ thấy này trừ này cộng với trừ 4, thay 1 vào là nêm pe 2, rồi tiếp tục cộng với 14 nêm pe 3, rồi rồi thay 0 vào thì chúng ta sẽ là trừ đi trừ thành cộng, cộng lên pe 1 thì bằng 0 rồi. Tiếp tục thay ở đây là gì? Thành trừ 14 lên pe 2. Ok. Ở đây chúng ta sẽ thay trừ 5 phần 2 trừ đi 18 lên pe 2 cộng với 14 lên pe 3. Chúng ta thấy cái hệ số nó rất là lớn, mũ lên nó rất là to, do đó chúng ta sẽ không dò như bài vừa rồi. Đấy, vậy thì bài này chúng ta rất là, chúng ta bắt buộc phải làm tay. Vì vậy ở đây chúng ta thấy a chính là bằng trừ 5 phần 2, b bằng bao nhiêu? B bằng trừ, b bằng trừ 18, c bằng 14. 14, rồi ta sẽ bấm máy làm sao. Ta sẽ thấy này, 2A tức là trừ 5 cộng với B bình tức là 18 bình cộng với C bình tức là 14 bình bằng 515 phải đáp án A. Đó, ta thấy là rất là số to thế này chúng ta cũng không làm theo chuyển mũ được đâu, nó rất là khó. Cái câu này chúng ta thấy tương tự như vậy, đúng chưa? Chúng ta sẽ phải làm tự luận một chút xong ta bấm máy. Thế ta làm tự luận như thế nào? Ta sẽ cũng tương tự như vừa rồi thôi, ta sẽ làm tự luận như sau này. Đầu tiên ta sẽ đặt t bằng gì? Đặt t bằng căn của 3x cộng 1 bình phương lên t bình thì bằng 3x cộng 1 phi phân tau 2t dt, 2t dt thì bằng 3dx. Chúng ta rút ra dx bằng 2 phần 3 t dt. Ok, xong. Và nên ta thấy cận ở đây x thì sẽ bằng gì? X bằng t bình trừ đi 1, vậy thay cận, cận 0, x bằng 0 thì t bằng 1, x bằng 1 thì t bằng 2, vậy ta có y bằng từ 1 đến 2 này của 2 phần 3 t dt chia cho t bình cộng với 5t
cộng 6, ok, và bằng 2 phần 3 t dt chia cho t cộng 2 nhân với t cộng 3, à, từ 1 đến 2. Và ta cũng làm tương tự như vậy, bằng 2 phần 3 a dp trị từ đầu của t cộng với 2 cộng với b dp trị từ đầu của t cộng 3 cận 1 đến 2. Ok, bên thì nhiệm vụ ta tìm gì? À, tìm a và b ta sẽ làm như sau, vẫn nhập thế thôi, là t chia cho đạo hàm là 2t cộng 5 rồi tung can giá trị trừ 2, à, đây có trừ 2 rồi, bằng luôn, à, can trừ 2 bằng, à, trừ 2 nó bằng trừ 2 luôn, đúng rồi, trừ 2 bằng trừ 2. Thế thì lúc này ta sẽ để bằng như sau, sẽ được như sau này, bằng này 2 phần 3 trừ 2 dp của t cộng 2, rồi tiếp tục tất can trừ 3 bằng 3, tức là cộng với dp trị đối t cộng 3, à, thì cận từ 1 đến 2 và ta thay vào thôi, 2 phần 3 trừ 2, thay 2 vào nó đi bé 4 và cộng với 3 đi bé 5 trừ đi, thay 1 vào trừ trừ thành cộng, cộng với 2 đi bé 3 trừ trừ là trừ, thay 1 vào là trừ 3 đi bé 4. Ok, biến đổi một chút, 2 phần 3, à, trừ 2 trừ 3 là trừ 5, trừ 5 mà dp của 2 thì 2 bình, do đó là thành trừ 10 dp của 2, à, cộng với 3 dp của 5 cộng với 2 dp của 3, và từ đây ta sẽ thấy ngay là a bằng bao nhiêu, dp của 2 a sẽ bằng trừ 20 phần 3, trừ 20 phần 3 b bằng 6 phần 3, à, đúng nhỉ, à không, đến là C, B bằng là, mà thôi, ừ, B là hệ số của dp 3, do đó nó bằng 4 phần 3, C bằng 6 phần 3, à, rồi cộng với nhau, 4 phần 3 cộng 6 phần 3 là 10 phần 3, thì chỉ còn trừ 10 phần 3, à, đáp án A rồi, à, trừ 10 phần 3, ok. Thực ra là cái này chúng ta sẽ nên làm tự luận kết hợp với Casio thì xong, chứ còn không chúng ta rất là khó vì cái cơ số này nó hệ số nếu ta nhân lên mũ trừ, nếu giả sử nhân với 3 hay vế rồi thì là mũ trừ 20, mũ trừ 20 thì nó không thể hiện được phân số, nó rất là khó. Tiếp tục câu số 9, câu số 9 này thì có ABC, tuy nhiên là BC nó là một cái phân số tối giản, các số nguyên thì cái này cũng đơn giản một chút, bấm tiếp được. Và chúng ta sẽ tính tích phân và gán nó vào biến A. Thì ta sẽ có A thì bằng A dp2 cộng với B trên C, và coi như B trên C là Fx thì ta có B trên C sẽ bằng A trừ đi A dp2. Và đây là các số nguyên thì cũng dễ rồi, chúng ta sẽ bấm máy thôi, cũng rất đơn giản. Thế thì lúc này ta bấm máy, dp x chia cho x bình
1 đến 2. Rồi, gắn vào A. Bây giờ chúng ta đặt bảng thôi. Đây A trừ đi. À, A đây nó phải tròn x. Đó, ta đặt trừ đi x. P2. Và x là số nguyên nên ta đặt trừ 9 đến 10. Xem chỗ nào nó này chúng ta thấy chưa thấy đến 10, chưa thấy A là số nguyên, A lên P2, B trên C là phân số tối giản. Hai A cộng với ba B cộng C thì chắc là A nó là số nguyên, ABC là A là số thực, A là số thực chứ không phải là số nguyên. Vì vậy chúng ta thấy A là số thực này, BC là số nguyên, vậy thì step là 1 không được, A chia 2 thì chúng ta sẽ step là 1/2. Ta bấm lại. Để vào số để lấy cái bảng mà nếu như này thì nó sẽ ta sẽ cho là bằng 5 đi, 0,5. Nó tràn bộ nhớ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho này bỏ cái phần gx đi. Đây là chỉ ấn số 1 của một fx thôi. Chúng ta ấn bằng này, chữ 9 này, 10 này. Không phải 5 thôi được không? Vẫn tràn, ta sẽ thấy nhỏ thôi. Chữ 5 đi. Đến 5 trước. 0,5. Ta xem. Đây rồi. Đấy, chúng ta thấy là phân số tối giản là đây sẽ là 1/2, tức là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chú ý cái biểu thức mà nó cho 2A, 3B và C. Thế chúng ta thấy là A này chúng ta thấy là 2A mà thằng này tất cả kết quả nó là nguyên ấy. Thì chúng ta khả năng A sẽ là 1/2, chúng ta sẽ cho. Ở đây chúng ta sẽ thấy là A thì bằng gì? A sẽ bằng trừ 0,5, tức là A bằng trừ 1/2. B trên C là bằng cũng 1/2, vì vậy B bằng 1 và C bằng 2. Vậy là chúng ta sẽ có là 2A thì bằng trừ 1, trừ 1, 3B là bằng 3 và C là bằng 2. Cộng vào chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu? Lại bằng 4 đúng không nhỉ? 5 1 4. Đó. Thế câu số 10 thì chúng ta thấy chỉ có mấy chỉ có hai ẩn thôi. Hai ẩn đối với câu số 10 thì rất là dễ. Chúng ta thấy có hai ẩn mà cái biểu thức người ta tính ấy cũng chính là cái liên quan đến AB, vì vậy ta sẽ lập hệ rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bấm tích phân.
x cộng 1 trên x lim phải x 1 đến e rồi. Thế bây giờ cho vào giải hệ hai phương trình hai ẩn ẩn AB. Đấy. Thế thì hệ thứ nhất chúng ta sẽ có như sau. Phương trình thứ nhất này chúng ta thấy này, đây chính là a bằng a e bình cộng với b. Thế thì cái phương trình thứ hai chính là cái kết quả bài toán cho là bằng 3a cộng 15b. Vậy chúng ta sẽ nhập như sau. Cái đầu tiên ta sẽ làm là an e bình phương. Đó. Cái thứ hai ta sẽ làm là 1. Cái thứ ba ta nhập là a. Ô đây là chứ nào? Nhập nhầm rồi. 1 5 1 chứ. Rồi. Hệ số đầu tiên là bình phương này. Sau rồi là 1 này, hệ số B là 1 này. Rồi C này chúng ta xem là A này. Cái phương trình thứ hai hệ số đầu tiên nó là 3 này. Hệ số 2 nó là 15 này. Hệ số thứ 3 nó chính là 15 là cái kết quả là mình thử đáp án A đi, nó là 15 này. Bằng này. À, nghiệm nó không đẹp. Chúng ta lại thử lại. Đó. Tiếp tục là thay cái 15 này bằng 10 này. Bằng này. Cũng không đẹp này. Thay tiếp này. 12 này. Bằng này. Bằng này. À đây đẹp rồi. Vậy thì x bằng a bằng bao nhiêu? À nói chung là a bằng bao nhiêu không quan tâm vì kết quả nó đẹp thì chính là đáp án C. Đấy, chỉ là đẹp thôi đáp án C. Vậy trong trường hợp mà có hai ẩn mà nó chỉ là bậc nhất này chúng ta bấm hệ, còn nếu là bậc 2 thì ta rút ra ta thay vào đây và chúng ta tìm cái số đẹp người ta tích vào, cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Cái video này giới thiệu cho chúng ta cái cách bấm máy là ba ẩn, là Casio ba ẩn liên quan đến tích phân. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý một điều rằng là việc bấm máy tính người ta chọn một kinh nghiệm rất là lớn, phải có kinh nghiệm, nếu không thì chúng ta sẽ khó khăn trong việc chọn. Có những cái bài không hẳn chúng ta dễ dàng chọn được. Và vì vậy các bạn cần phải cân nhắc rất kỹ việc là chọn làm theo tự luận hay làm theo bấm máy tính. Trong trường hợp tự luận ta không tìm ra hướng thì ta mới quay ra tính máy tính thôi. Nhiều khi dò máy tính còn lâu hơn rất nhiều so với hướng ta làm tự luận. Các bạn cần cân nhắc rất rõ trong việc là dùng cái gì. Rồi, chào các bạn.